À, xin chào các bạn nhé rất vui khi được gặp lại các bạn trong video mới này à, hôm trước thì sau khi mình up hai video về cái chủ đề là làm thế nào để cho một cái bài mình chơi nó hay hơn ý à, thì hôm nay mình bổ sung thêm một số cái yếu tố nữa để giúp cho cái bài các bạn nó hay hơn nó đáng nghe hơn nhá à, ngoài những yếu tố về chuyển đổi hợp âm cơ bản sang hợp âm màu này à, xây dựng câu nối câu lót câu dạo giữa đấy, phần intro outro này rồi những vấn đề yếu tố khác nữa thì à, hôm nay mình sẽ bổ sung thêm một vài yếu tố nữa để giúp bài các bạn đáng nghe hơn nó hay hơn nhé à, các bạn biết được rằng là nếu như một cái bài mà chúng ta chơi đều đều từ đầu đến cuối tức là chúng ta sử dụng lực độ như nhau đấy thì là nghe nó sẽ rất là nhàm chán đúng không thế thì cái vấn đề mà chúng ta cần phải bổ sung đấy là à, phần cường độ tức là các bạn sẽ chơi à, có ý đồ chỗ nào nhấn chỗ nào thả chỗ nào nhấn mạnh chỗ nào thả đúng không thì trong một bản nhạc cơ bản bao giờ cũng có những cái ký hiệu về cường độ nằm ở giữa hai khuôn đấy bao gồm các ký hiệu là P, F, M, P, M, F đúng không? đấy thì ngoài ra thì sẽ có thêm một số cái kỹ thuật cơ bản nữa cơ bản nhé còn đi sâu vào thì sẽ có thêm rất nhiều những kỹ thuật khác nhưng cơ bản đây sẽ là ba cái kỹ thuật mà các bạn cần đưa vào bài của mình thứ nhất là về nông legato đấy thứ hai là về legato và thứ ba là về staccato đấy thì ba cái kỹ thuật này nó sẽ giúp cho À, cái tiếng đàn của các bạn cộng với cái việc là xử lý cái cường độ um, hợp lý thì nó sẽ giúp cho cái tiếng đàn của bạn đáng nghe hơn rất nhiều nhé Ok rồi chúc bạn luyện tập tốt nhá. Bye bye.